Công dân thủ đô ưu tú là danh hiệu cao quý, tuy nhiên các đơn vị liên quan cho biết sẽ xem xét việc có thu hồi danh hiệu công dân thủ đô ưu tú đối với hai cá nhân để xem có vi phạm kỷ luật hay không. Cụ thể ban thi đua khen thưởng thuộc sở nội vụ Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị liên quan ra soát kiểm tra việc một phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương người được trao tặng danh hiệu công dân thủ đô ưu tú 2021 vừa bị kỷ luật. Trong ngày mai mùng 8 tháng 11, các đơn vị liên quan sẽ họp để xem xét nội dung liên quan, trong đó việc xem xét thu hồi danh hiệu công dân thủ đô ưu tú đối với người này. Ngoài ra, các đơn vị liên quan của Hà Nội cũng đã giả soát xem xét thu hồi danh hiệu công dân thủ đô ưu tú với ông Nguyễn Quang Tuấn trước khi bị khởi tố bắt giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Tuấn từng làm giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội rồi làm giám đốc bệnh viện Bạch Mai. Ông Tuấn là một trong 9 người được trao danh hiệu công dân thủ đô ưu tú năm 2016. Trước đó, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã họp xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên tại Đảng bộ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020. Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội nhận thấy Đảng ủy Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương có khuyết điểm vi phạm trong vụ Việt Á, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và đảng viên. Xét tính chất mức độ vi phạm, khuyết điểm quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đảng ủy viện vệ sinh dịch tễ trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 và đảng ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020, phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương